Rồi, hello anh em nha. Hôm nay là 10 giờ trưa ngày thứ tư, ngày 13 tháng 12. Hôm nay thì em lên cho anh em xem một tốp cháp bươu chà nha. Hơn 4 tháng rồi nha anh em. Chạng tầm từ 1,6 tới 1,8, 1,9 một em rồi nha. Cái thời điểm mà em đăng clip này đó là anh kia đã bắt hết toàn bộ mái của cái bầy này rồi nha. Em chỉ còn trống thôi. Đó, trống tới 5 con rồi nha anh em. Chẳng những con gà này lông chắp sát nha, cơ bắp lớn ký nha anh em, nhìn tướng dáng rất là tốt gà luôn ha. Anh em đừng hỏi gà mái nha, cái tốp này em bán hết gà mái rồi, em chỉ còn gà trống thôi nha. Đó, nói ngay từ đầu để cho anh em khỏi lăn tăn ha. Trưa nay thì em sẽ lên cho anh em xem thêm một tốp gà giáp 40 ngày nữa nha anh em. Gà rất là tốt luôn, em mới vừa nhận về đó. Sau clip này thì em sẽ đăng clip cho anh em xem luôn ha. Cỡ những con trống này thì anh em mang về anh em thả lan được rồi nha anh em. Đó. Mấy con này dưới gia công người ta cũng đã thả lan rồi nên mình nuôi rất là dễ ha. Rồi, ai có mến thì alo em, chào anh em.